mừng cả nhà mình đến với kênh Hoa Sứ Ly Gia. Hôm nay em giới thiệu đến với cả nhà mình một số sứ ghép ha. Em xin chia sẻ thêm em có cung cấp luôn các mặt hàng phân thuốc để mình chăm sóc vườn kiển nhà mình. Một combo mình có 8 món giá 200.000. Trong đó mình có hũ ra rễ nè, nảy chờ ra lá, kích ra hoa, dưỡng hoa lâu tàn, một lọ ngừa đen nụ hoa sứ, một gói trị sâu nhện đỏ, một gói trị tháng hư nấm và một túi phân hữu cơ. Cái túi phân hữu cơ đó mình bón nó được hai cái chậu sứ như trên màn hình mình nha. Cách sử dụng của phân là mình để phân khô, mình rắc lên mặt cho rồi mình tưới nước, phân nó tan, cây mình sẽ ăn chất dinh dưỡng. Hoặc là mình có chọn chất trồng mới á, mình chọn một ít phân đó vào rồi mình trộn đều lên, mình trồng cây mình vô. Khi cây mình nó ra rễ non, nó sẽ có nguồn phân nó bén rễ á. Và mình có cần xài phân số lượng nhiều thì liên hệ bên em có bán dặn ký nữa nha. Các cây sứ này em bán là 2 cây trở lên em mới gửi nha cô chú và anh chị. Rồi mình có cây số 1 nè, ghép giống Vinh Hoa. Cây này cũ, nó hình hơi lạ mắt nè, nó chia làm 3 khối luôn nè nha. 4 bơ 100.000. Vinh Hoa mình mới vô nụ 100.000. Số 2, Hương Hạ, hoa màu vàng cánh viền hồng. Cây 4 bơ, cũ nó lớn hơn cục gạch ống. 110.000. Số 3, ghép Thiên Hương. Giống này thì hoa kép có hương thơm, cây 9 bơ, cũ nó tầm bàn tay em xòe rộng ra nha. 150.000. Số 4, Đại Hồng Bích, màu trắng cánh viền hồng 4 bơ, 120. Số 5, Hot Girl, hai lớp màu đỏ 7 bơ, 120 luôn. Cũ nó tầm bàn tay mình ạ. Số 6, cái này ghép giống cam thảo. Cam thảo mình ghép 6 bo. Cam thảo 2, 4, 5 bo nha. Có một bo này bị rớt rồi nè. Rớt em chưa sáng bo, em để luôn về hãy mình biết ghép, mình ghép lại nha. 5 bo, 130.000 cam thảo. Số 7, Vân Huế 12, hoa kép màu hồng. Có sọc nè, giống này nó ra hoa rất là rộ. 6 bo, 130.000. Số 8, Phương Lam vàng, hoa màu vàng cây 5 bo, 130. Tượng mình nó ra dài tầm một gang tay rồi. Số 9, một cây giáng nằm ghép giống tím Bubble Bill, cây 5 bo, 130.000. Số 10, ghép giống Bluff, hoa hai lớp nha, đỏ nhung viền tím nè, cây 5 bo, 120. Cái hoa này thì nó ra nó muốn tàn rồi, nó còn lớp màu tím nhạt thôi. Số 11. 11 là một cây thắt điếm ghép giống hạnh phúc. Một cây thắt điếm. Cây đang trong chậu xe chín. Giá là 220.000, chiều cao của cây là nó 3 gang tay mình. Cái này ghép 2 tầng ạ. Một tầng đây ha, rồi lên trên tầng trên nữa, hai tầng đều hoa hạnh phúc hết. Số 12 là một cây tím thang, hoa kép, cây ghép 8 bo. Cây này thì nó bị trầy cái vỏ nè, em bán giá 100.000. Cái vỏ nó trầy đã được quét keo, nó lành hết rồi. 100.000 cây tím thang. 13, Ruby bo vàng. Ruby là hoa năm cánh, cây 3 bo, 120. 14, Phương Lam 21, cây mình 5 bo, 140. Số 14, 5 bo, 110.000. Nói nhầm, 110.000 nha. Rồi 15 là có mấy, trong cái clip này có 3 cây hàng cũ VIP luôn ha, để mình mua về chơi Tết nè. Lúc này là cô chú và anh chị mình mua hàng này về mình chơi Tết là vừa rồi. Về mình còn sang chậu này kia nữa ha. Hay mình ở xa, mình vũ củ đi bưu điện á, là vì mình trồng lại là còn mấy tháng nữa là nó sẽ ra lá nè, rồi nó ra hoa là ngay Tết. Rồi cây này là số 15 nha. 15 là ghép Kim Anh. Cái củ này, vòng củ nó khoảng là gần 3 gang tay em vòng lại nha.
cây đang trong chậu C12. Cây của mình được ghép là 93, ghép giống Kim Anh. Giá nó 300.000. Đây, đem kéo cái chậu này cho mình so sánh với cái chậu C9 nè. Đó, cây bên đây là giá 300.000. Rồi, cây này là nè, chậu C9 đó. Hai cây mình đứng mình so sánh ha. Tiền nào của đó mà, 110.000 với 300.000. Rồi, tới 16 nè. Cây này ghép hai giống đều màu vàng hết. Rạng đông, màu vàng. Reti, màu vàng luôn, có hương thơm. Reti là ba lớp. Cây mình được ghép là 7 bo. Giá là 300.000. Rồi, rất cái chậu rồi. Xoay có một, xoay không có được. Để em đi vòng cho mình xem cây. Rồi, cây này hai màu luôn nha. Hai màu vàng hết á. Rạng đông và Reti. Số 17, Ngọc Băng. Hoa màu trắng. Cây này là ghép là 7 bo nè. Củ nhìn cơ bắp. Giá 300.000 luôn. Cái củ nó khoảng là 2,5 tay của mình vòng lại cái vòng củ của nó. 300.000 Ngọc Băng. Có bộ tàn xòe ra tròn. Rồi 18 là trở lại hàng chậu C9. Cây này là ghép giống hoa nó là 5 cánh màu vàng cam nha. Có chấm đỏ giữa cái cánh nè. Cái này về hãy cô chú anh chị nào biết chiếc jean thì mình chiếc ra ha. Tựa nó ra khá là dài rồi. Hàng này không còn để định chiếc jean nè. Thấy cái giống này hoa nó ra khá là rộ nên định chiếc. Nhưng mà hôm nay lu bu mưa quá thôi không có chiếc, đem dục ra bán luôn. Cây này mình ghép 5 bo nha. 5 bo giá 130.000. Hoa 5 cánh. Rồi 19 là Anchasin, hoa kép màu đỏ. Cây của mình 5 bo luôn. 100.000. 20 ghép kim lân. Đang có hoa nở luôn. Cây kim lân này được ghép 6 bo, 140.000. Củ tầm bằng tay mình. 21 rồng đen, 5 bo, 120. 22 ghép hai giống kim lân màu đỏ, ngọc băng màu trắng. Rồi, củ này nhìn hình cơ bắp luôn, ghép 7 bo, 150. Hai mươi ba ghép hai giống màu đỏ là của T1, màu tím sọc là của Yến Nhi Chính. Cây mình 7 bo, 130. 24 là Yến Nhi Chính, hoa ba lớp. Cây mình 7 bo, 110.000. 25 là ghép giống Hạnh Phúc. Cây 4 bo. 4 bo có một bo này dớt ghép lại nha. Còn 3 bo này ra tựa dài. 120.000. Củ này hình như một cái con thú nó ngồi nè. Hai tay nó để phía trước nó ôm nó quàng lại ha. Có cái đuôi luôn. Mình nhìn từ cái mặt này thì nhìn thấy rõ hình một con thú nhiều hơn. Rồi. 120.000. 26 là màu tím than, hoa kép, cây 4 bo. Củ vô chặt chậu C9 luôn, 130. 27 hàng sơn 5, hoa kép màu trắng. Hàng sơn 6 bo, 130. 28 lạc Long Quân màu hồng sọc nè, ba lớp. Cây mình đang cho nụ rất là nhiều. Cây 9 bo nha, củ nhìn cơ bắp luôn, 140.000. 29 là ghép Zanda hoa 5 cánh. Cây mình 9 bo, 150. 30 Thái Quân hoa đỏ, cây 4 bo, củ to tầm bàn tay em xè rộng ra, 120. 31 là Ngọc Diễm hoa 5 cánh. Cây Ngọc Diễm mình được ghép 5 bo giá 130. Rồi 32 là một cây này nó lên san hô rồi ha.
ghép giống Blue Boy, hoa hai lớp. Đây, nó lên san hô. Lên san hô được 2, 2, 3, 4 nhánh lên san hô rồi ạ. Rồi, cây này được ghép là 8 bo, giá 200 ngàn. Rồi, cô chú và anh chị nào hãy mà mình chưa bấm đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký ha, để mỗi khi mà em đăng clip mới lên bán nó sẽ báo cho mình tiện theo dõi ạ. Rồi, em cảm ơn cô chú và anh chị đã quan tâm, ủng hộ.